chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay cây cảnh đời Việt sẽ xử lý khắc phục một cây mai. Cây này nó đang bị bệnh, mà bệnh này là do thuốc chất. Thì anh em xem. Cái ban đầu là cái lá, thấy không? Cái ban đầu là khi cây mai của nó là nó bị vàng ở một cái ngăn giữa, mà nó bị từ trong cuống bị ra, nó bị lúc đầu là nó bị ít ha. Sau đó là từ từ nó lan dài ra về hướng ngọn của lá. Đó, là anh em thấy không? Ngọn của lá. Và khi mà nó kéo dài hết cái ngọn của lá thì bắt đầu hết ngọn lá bắt đầu nó sẽ lan rộng ra hai bên. Còn nó khi nó lan rộng ra hai bên rồi á, là nó sau khi mà nó vàng hết cái lá rồi, sau khi mà vàng hết cái lá rồi á, là nó bắt đầu nó sẽ cháy đen. Nó sẽ cháy đen như thế này đây. Đó, anh em thấy không? Đó, nó đen viền. Nó cháy đen viền. Rồi, sau đó là cuối cùng là nó đen toàn bộ. Đây, để mình phóng zoom lên cho anh em xem. Đó, anh em thấy đen không? Đó, nó đen nguyên nửa lá và đen nguyên chiếc lá. Là coi như là cuối cùng là cái chiếc lá này coi như là còn là chiếc lá khô. Thì cái mai này đó, chỗ này là nó vành nó được 90. Thì cái cây mai này á, là mình mua cách đây được 2 năm. Thì cái năm đầu tiên á, là mình cái bầu của nó là cái bầu đất đen, là đất thịt đó anh em. Thì mình bứng là nó khoảng cái này. Thì cái năm đầu tiên về á, là mình chưa có phá bầu, mình xử lý. Thì lúc đó là cái thời điểm đó là nó cận Tết. Thì mình để nụ để mình chơi cái năm đầu á. Thì qua cái năm thứ hai á, thì mình thấy cái dấu hiệu của nó là nó không có tốt. Vì thế là mình mới phá bầu. Thì đối với những cái cây mai lớn á, mà cái dàn trà cái thân nó cao, thì cây này nó cao tới khoảng 4 mét, thì cái dàn đường kính tàn của nó chắc cũng khoảng gần 4,5 mét, 5 mét gì. Thì mình phá bầu á, thì cây này mình không có phá 100%, mình chỉ phá khoảng 60%. Và phá từ ngoài, tại khi mình phá cái lúc cái thời điểm mà mình phá bầu á, thì mình thấy là cái đất đen á là nó nhão và nó rất là lạnh, và cây mai nó không có bén rễ, nó không có ra rễ non và nó không có bén. Thì lúc đó mình phá để mình sử dụng cái hỗn hợp phân, là nó gồm có cát, sơ dừa, cháu sống, vỏ đậu phộng và cái than đá tô âm, và để mình dưỡng lại cái cây mai này. Thì cái thời điểm bây giờ là nó đã bộ rễ nó đã ra, nhưng mà theo mình quan sát cái cây mai này là nó chưa mạnh, bộ rễ nó còn yếu, tại vì cái bộ tàn nó quá lớn, thì bộ rễ nó chưa đủ nuôi, cũng như là nó chưa hút được đủ nước dinh dưỡng lên nuôi cây. Thì bây giờ cái mai nó đang có cái dấu hiệu là cái bệnh trên lá, nhưng mà cái này là không phải là bệnh do nấm và con trùng nó gây ra. Thì đây là cái bệnh là thiếu nitơ, là thiếu đạm đó, và manhê. Thì cái này nó thể hiện là thiếu nitơ. Còn thiếu manhê là anh em sẽ quan sát thấy cái lá như thế này đây.
Đó, đây là dấu hiệu của thiếu mình dê. Chốc. Đó, đây thấy rõ không? Thì cái này thì nó bị chưa có nhiều. Thì anh em xem những cái lá của nó không bị á, thì nó nhìn nó cũng không được xanh lắm. Là dấu hiệu của thiếu vi lượng. Thì cũng đúng thôi, tại vì cái cây mai này á, là cái bộ rễ nó không mạnh mà tàn quá nhiều lá là dạng cái mai này mai chùm, là lá nó ra tập trung một chỗ thì nó không có đủ chất, thì nó sẽ thiếu chất. Còn trong cái giai đoạn đầu á, là mình đã xử lý các cái loại bệnh do nấm, là nấm mùa hống, nấm đen á, là anh em thấy là cây này nó bệnh rất là nhiều. Cái này là mình đã cạo vỏ và mình đã xử lý thuốc và nó đã hết. Đây, quay gần cho anh em xem ha. Đây đó. Đó là đây là cái dấu hiệu là cái cây của mình đã hết. Mà khi nó bệnh á, cái mai mà nó vừa cái bệnh mà phấn trắng, mà nhất là cái bệnh bồ hống này nè, nó làm cho cái da của cái cây á, là nó chết, và nó làm cản cái quá trình mà dẫn nước dẫn chất lên trên để nuôi cây. Cây rất là dễ yếu. Và cây này là nó bị nặng, nó lan qua tới nhánh luôn. Đó, đây là những cái mà mình đã xử lý rồi. Thì sau khi xử lý hết cái bệnh trên thân á, thì bây giờ mình giải quyết cái bệnh trên lá. Trong cái này là nó cũng bị khoảng 20% bộ lá. Những cái hướng nào mà cái mai cái bộ rễ nó mạnh thì mình thấy nó không có bị. Và những cái nhánh nào mình thấy nó yếu thì hiện tượng trên lá nó bị như thế này. Để khắc phục cái hiện tượng này thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái thuốc, cái là Matlet. Thì cái gói này là 50g. Đây, đó là 50g. Thì cái gói này 50g á, là cái thành phần của nó anh em xem ha. Nó gồm có đạm nè, tỷ lệ 11%, magie là 9% và độ ẩm còn lại là không có gì cả. Thì ở trên đây á, thì nó ghi là công dụng của nó là siêu ra rễ, kéo mặt chồi, ngăn ngừa vàng lá, sắn ngọn, sắn lá nè, nhạt rễ, thối rễ, đen rễ do thiếu dinh dưỡng. Còn cái gói bên đây là 80g. Thì cái gói 80g này là mình pha là 25 lít nước. Còn cái gói này là 50g mình pha cho 20 lít nước. Thì bây giờ là để khắc phục cái cây mai này, thì cái bước đầu tiên là mình sẽ lặt lá, bỏ những cái lá vàng. Anh Tư lấy ngang lên lặt. Mình lặt lá vàng để làm cái gì? Để khi sau khi lặt lá vàng rồi, mình pha cái thuốc này, mình vừa phun lá phun thân, đồng thời tưới vào cái bầu rễ này, để mình theo dõi cái quá trình mà khi cái cây mai nó ra cái lá non mới á, coi nó có bị nữa hay không. Nó hết, nếu mà nó hết á, là cái lá nó xanh nó không bị, còn nếu mà nó bị á, thì có thể là mình kiểm tra được là cái tỷ lệ của nó hết là bao nhiêu, là mình biết để mình điều chỉnh cái lượng thuốc mình phun cũng như mình tưới. Lặt bỏ hết những cái loại lá vàng này để mình kiểm tra sau khi mình phun cái đợt đầu, hai đợt, ba đợt, thì định kỳ cái loại này á, là anh em là chu kỳ của nó là 7 đến 10 ngày mình phun lá tưới một lần. Thì trường hợp cái cây này mình sẽ áp dụng là 7 ngày để giúp cho cây nó nhanh phục hồi và cải thiện lại cái bộ lá.
anh em lưới khi mình phun cái này á thì mình phun vào cái buổi chiều là khoảng 16 giờ cho đến 17 giờ mình phun, rồi sáng ngày hôm sau là anh em nhớ phun nước để mình rửa lại cái bộ lá. Đây cái cây này đây mình lật cái lật bỏ. Anh lạc anh đưa cho em cái lá mà nó vàng hết rồi, đây nè, đây thì bây giờ đây mình quay cận cảnh cho anh em xem ha. Thì cái lá nó như thế này, bắt đầu là nó bắt đầu nó bị nè, nó xuất hiện từ cái cuốn trước ngay rửa không. Sau đó là nó sẽ lan rộng và kéo dài về cái hướng ngọn lá. Từ từ nó sẽ lan rộng ra. Và cuối cùng là nó rộng như thế này, đó nó hết cái lá luôn. Anh em thấy không? Thấy rất là rõ. Anh đưa cái lá vàng. Và thời gian khoảng 1 tháng sau là nó sẽ như thế này. Và bắt đầu nó cháy đen. Cháy đen thôi mà nó cháy hết lá luôn. Để mình cầm lại cho anh em xem. Đây là cái thời gian cái lá mai nó dịch chuyển từ đây qua đây. Trong quá trình mà nó bị thiếu chất, càng ngày nó càng nặng. Ok. Rồi thì bây giờ mình sau khi mình lật lá xong. Thì cái này mình sử dụng cái gói nhỏ là 50g pha cho 20 lít nước. Này nó dạng trắng trắng. Mình sẽ quấy đều cho cái thuốc nó tan hết trong nước rồi mình bắt đầu mình tưới. Không vậy đi, vậy từ cho nó tan. Rồi thì cái cây này á, là anh em là cái cây này, cái chậu này là 1m6 thì mình sẽ tưới là hai cái thùng B này là 40 lít. Anh em tưới đều ha, mình tưới đều hết các chậu luôn, tại vì cái cây này bộ rễ bây giờ là mình nghĩ là nó cũng ăn ra là
gói này là mình pha thêm 20 lít nước và mình chừa lại 30g để lát mình pha mình phun trên trên lá. Cái này cũng rất là dễ tan, nó dạng giống như cướp, dạng cướp á. Thì sau khi kết hợp phun lá và tưới nước vào gốc chậu cây mai thì 7 ngày sau mình sẽ tiếp tục làm lần thứ hai và mình sẽ làm cây mai này 4 lần trong vòng 1 tháng để biết sao, để khi mà cây mai nó bắt đầu nó ra cái lá non và nó chuyển sang cái lá mạ và lá già thì cái chu kỳ đó khoảng 1 tháng thì mình mới theo dõi mới biết được. Và khi mình biết được thì mình sẽ kiểm tra là cái mật độ mà cái bị là nhiều hay ít. Nếu mà nó ít thì mình sẽ tăng cường phun thêm.
thì sau 30 ngày thì mình sẽ kiểm tra được cái kết quả. Thì nói chung là các cái bệnh trên cây mai mà do thiếu dinh dưỡng á, thì mình xác định được đúng cái nguyên nhân á, thì mình bổ sung chất cho nó qua hai cách, một là rễ và phun lá phun thân thì nó sẽ hết. Mình nói chung là những cái những trường hợp mà bệnh trên cây mai mà bị do côn trùng nấm thì mình mới sợ, chứ còn hiện tượng mà thiếu chất á, là tụi tôi tập trung vào cái bộ rễ của cây mai yếu thì mình xử lý và mình kết hợp phun bón lá để hỗ trợ thêm cho cây. Thì thôi, cuối cùng cũng xin chúc tất cả anh em bà con có nhiều sức khỏe, và thông qua cái video này thì có thêm một cái clip nói về bệnh trên cây mai, mà cái bệnh này thì mình mới phát hiện là năm nay chứ cũng thấy ít gặp. Và hiện tại là vừa rồi thì trên kênh thì cũng có một số anh em có gửi hình ảnh về, hình như là cũng có mắc bệnh cái bệnh này, nên là mình cũng đã tư vấn rồi. Thì nói chung là khi phát hiện được những cái bệnh nào thì mình sẽ cập nhật và chia sẻ cho bà con. Xin cảm ơn.